Kênh Phan Thành TV. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái hình thức trồng rau thủy canh tĩnh rất hiệu quả. Cách đây 2 tuần thì tôi bỏ cái hạt rau muống. Sau đó là tôi bỏ cái hạt cải lên trên. Thì sau 2 tuần á, thì các bạn thấy đây, nó tốt tương đương với lại cái dàn ở bên đây. Sở dĩ nó hiệu quả như vậy á, là do cấu tạo của cái thùng này và do dinh dưỡng được cung cấp là hữu cơ. Thì ở đây tôi giới thiệu cấu tạo của thùng. Đầu tiên chúng ta đục cái hệ thống thông khí. Thì như cái thùng này là tôi đục 4 lỗ đối xứng với nhau. Sau khi đục lỗ rồi thì tôi cắt lưới, tôi dán để cho cái long quăng nó khỏi phát sinh ở trong này. Trên nắp thùng tại trung tâm tôi cũng đục 1 lỗ và tôi cũng dán cái lưới để cho nó muỗi khỏi đẻ vào đây, đảm bảo vệ sinh. Còn cái để thông khí đó thì cái ni này là tôi dùng cái ni cà phê, cái chiều cao của nó là 16 cm và tôi đục như sau. Tôi dùng cái mua cái mỏ hàn chì á, ở tiệm á, và đục ở dưới này 3 lỗ. Hàng thứ nhất tôi đục 6, tôi vạch 6 6 6 cái vạch. 6 cái vạch. Hàng thứ hai giữa hai cái vạch của hàng thứ nhất thì tôi vạch cho một vạch và nó được hai hàng vạch so le với nhau. Trên này là 3 hàng lỗ. Ba hàng lỗ thì hàng lỗ dưới cùng và hàng lỗ trên cùng là thẳng nhau. Cái hàng lỗ giữa thì nó chạch vào trung tâm của hai hàng kia và ta được một cái ni nó thông khí. Sau khi chúng ta pha cái giá thể là một mạt dừa hai chấu và chúng ta bỏ vào đây, thả vào đây á, thì nó sẽ ngấm cái nước và dinh dưỡng lên với cái độ ẩm là khoảng 80-85%, sẽ rất thích hợp với lại cái rau thủy canh. Và quá trình cấu tạo như thế này thì oxy ở bên ngoài tràn vào trong thùng qua các cái lỗ thông khí thì nó sẽ tiếp xúc với giá thể và rễ cây và tạo cho cái sự phát triển tốt. Mời các bạn theo dõi ở video clip sau. Sau này tôi sẽ cho các bạn xem cái quá trình phát triển của cái cây rau. Đây là cái rau này, chúng ta được 14 ngày rồi, rau muống thì được thu hoạch. Thu hoạch rau muống đi thì nó sẽ lẩy mầm lên và chúng ta thu cùng một cái cây cải này. Như vậy một tháng là chúng ta sẽ thu được hai lần rau muống và một lần rau cải. Như vậy nó sẽ đạt cái hiệu quả phục vụ rất là tốt. Ở đây các bạn thấy là sau 14 ngày thì cái nước nó mới cạn đi có 1/3 thôi. Và như vậy á, là cái rễ của nó thì đã phát triển từ trên mặt ni cho đến sát đít ni rồi. Như vậy các bạn thấy là cái quá trình này là quá trình rất phù hợp, cho nên rễ phát triển rất là mạnh. Và các bạn thấy á, ở đây á, là cái rễ dài ra trước khi cái nước cạn đi. Cho nên á, dù cái nước này có cạn gần tới đáy đi chăng nữa thì cái rễ nó sẽ buông theo. Chính vì vậy cho nên suốt một cái đồi rau á, là các bạn không hề phải tác động một cái động tác nào cả mà cái cây rau của nó phát triển rất là đồng đều, không bị núc lên núc xuống. Và các bạn thấy đây, cái màu sắc của cây rau thì rất là chuẩn. Cho nên á, là chúng ta sẽ giảm được cái công chăm sóc, và với cái chi phí mà chúng ta bỏ ra đó thì nó rất là ít.
nhưng mà chi phí ít như vậy ấy, nhưng mà hiệu quả nó cao và nhanh có hiệu quả. Các bạn thấy chúng ta có thể đi nhặt một cái thùng về, chúng ta thêm vào đó mấy chục nghìn là các bạn cũng có được một cái hộp rau. Và chúng ta có thể sản xuất rau ở mọi nơi, mọi điều kiện, nửa mét vuông cũng được, mà 1 mét vuông cũng được, mà nhiều mét vuông cũng được. Và người nghèo chúng ta cũng vẫn có cái rau sạch để chúng ta ăn, đảm bảo cái sức khỏe. Thì đó là cái yếu tố thứ nhất là cái cấu tạo của cái thùng và cái ni để chúng ta có được cái rau phát triển tốt. Cái yếu tố thứ ba là để cho cái thùng thủy canh mà phát triển như các bạn đã quan sát á, thì chúng tôi dùng cái dinh dưỡng thủy canh hữu cơ ở thành phần của gói dinh dưỡng này là gồm các chất hữu cơ hòa tan phù hợp với phát triển rau sạch. Ưu điểm của nó so với lại cái dinh dưỡng AB và vô cơ là ở chỗ tôi đưa vào đây rất nhiều cái chất hữu cơ hòa tan, cho nên có thể là nó dư với cái cây này nhưng nó lại cần với cái cây khác. Cho nên khi dùng cái dung dịch này thì các bạn có thể trồng được rau ăn lá, trồng được rau ăn quả, ăn củ, và có thể là dùng cho cái việc trồng hoa cũng cũng tốt. Qua quá trình chúng ta sử dụng á, thì các bạn một gói này là 300 gram. Các bạn pha với 20 lít nước sạch, quậy đều để 24 giờ xuất hiện dung dịch màu vàng và các bạn đem sử dụng. Khi các bạn sử dụng á, thì 1 lít dung dịch nói trên các bạn pha với 20 lít nước. Như vậy á, một gói 300 gram này chúng ta có thể tạo được 400 lít nước để trồng rau thủy canh. Và các bạn muốn dùng cái sản phẩm này thì các bạn liên hệ với số điện thoại 0911 652874 vào kênh fanpage Thủy Canh Hữu Cơ Lên Men thì các bạn sẽ được coi trả lời. Và nếu các bạn thích view clip này thì các bạn hãy subscribe xuống dưới và cùng cho nhiều người sử dụng, và cũng là cái mong muốn của họ, cái view clip tức là làm cho mọi người kể cả người nghèo vẫn có rau sạch để ăn, để đảm bảo được cái sức khỏe cho người tiêu dùng. Xin cảm ơn các bạn.